mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thầy chào Nhuần, sau đây là câu trả lời của thầy. Với Nhuần, Nhuần đặt câu hỏi là làm sao để mà mình học được cái tính khiêm tốn, bởi vì Nhuần đánh giá rằng những cái thất bại mà Nhuần đã từng học được trong cuộc sống đều do là mình đã từng thiếu khiêm tốn. Nhuần ạ, câu chuyện nó cũng không đúng như vậy thật đâu. Câu chuyện này nó có nhiều góc cạnh mà có lẽ hôm nay Nhuần, thầy Cám Nhuần, Nhuần đã cho phép thầy nói dài dòng hơn. Tất nhiên rồi, cái sự khiêm tốn là nó rất là quan trọng, và thầy sẽ bắt đầu bằng cái đề tài khiêm tốn, nhưng mà sau đó thì nó còn nhiều đề tài khác nữa. Có một văn sĩ của Pháp có nói rằng khi mà mình ra nghĩa địa đấy, mà mình đọc tên trên những cái bia của những người đã khuất, thì mình thấy rằng nghĩa địa đầy toàn là những người hùng vĩ và khó thay thế. Và cái câu nói đó của cái người văn sĩ đó thì rất là hài hước, là bởi vì rằng là tất cả những người mà khó thay thế mà đã đang nằm ở ngoài nghĩa địa thì người ta cũng đã được thay thế nhiều lần rồi, ở trong những cái vị trí mà khi sinh thời của họ. Câu nói đó có nghĩa rằng chẳng có ai mà có thể nói rằng mình rất là khó thay thế, mình là thế nào chăng nữa thì thế giới này cũng kiếm người thay thế được cho mình. Thế thì cái đó là cái câu đầu tiên để trả lời cái sự khiêm tốn. Con ạ, có một lần có một em trẻ tuổi hỏi thầy rằng: thầy ơi, thầy đánh giá ai là bác học giỏi nhất thế giới? Thầy mới bảo rằng: nhiều lắm con ạ. Mà thưa thầy, không, đây là con nói là những người giỏi nhất thế giới cơ. Và con ạ, nó có hàng trăm ngàn người vô cùng giỏi trên thế giới, mà giờ này thầy cũng chỉ nhớ vài tên thôi. Thế ra làm sao nhỉ? Thế là ra là thế giới này có bao nhiêu là vĩ nhân, bao nhiêu là những người tài, mà rồi mình cũng chỉ nhớ vài tên thôi. Và nói như lúc nãy, nghĩa địa đây là những người như thế. Thế rồi một hôm thầy cũng mở một cuốn sách, nó tên là Who's Who, tức là ai là ai. Nếu mà dịch như thế là Who's Who, thì cái sách Who's Who đó là nó là một cái tự điển của những người nổi tiếng đương sống. Con có biết cái cuốn sách đó bao nhiêu trang không? Hơn 1.000 trang, mỗi trang cả trăm tên. Mình bảo chết, sao nhiều người nổi tiếng thế? Và lúc đó mình mới cảm nhận được rằng ôi, mình chỉ là một thành phần nho nhỏ trong cái vũ trụ này. Khi mà mình nói mình là thành phần nho nhỏ trong cái vũ trụ này thì đôi khi mình cũng có những cái ảo tưởng. Mình bảo rằng là nói thế để nói thôi, chứ còn mình cũng là người to lớn, mình đâu có nhỏ như là mình tưởng, mình đâu phải là con kiến thật đâu. Không con ạ, con kiến nó còn vĩ đại hơn mình nữa. Bởi vì rằng là thực sự đó, là nếu mà con mà xem tất cả những cái danh sách của tất cả những người vĩ nhân, tất cả những người tài, tất cả những người đã làm tạo một cái giá trị gì cho thế giới, thì có lẽ không có sách nào, không có những trang sử nào có thể viết hết được tên của những người này. Đó là chưa kể những anh hùng trong quân đội, đó là chưa kể những nhạc sĩ, những văn sĩ, những nhà từ thiện, tất cả những người đó là những người vĩ đại cả. Và khi không có trang sử nào có thể biên hết được tên của họ. Thế thì để trở lại chính mình, khi mình còn trẻ đó thì mình chỉ nhìn thấy cái rốn của mình thôi, thành ra mình nghĩ là mình vĩ đại, bởi vì cả cái vũ trụ này chỉ có mỗi cái rốn của mình thôi. Thế nhưng mà lúc khi mình lớn lên thì mình thấy rằng là ô, trong cái đám người xung quanh mình thì mình cũng đã bắt đầu quen biết vài chục người mà mình rất quý mến, họ rất giỏi, họ là những người có thể có khả năng hướng dẫn mình. Thế rồi xong rồi đến khi mà mình lớn hơn nữa thì mình đã có một cái mối quan hệ, cái vòng quan hệ của mình nó lớn hơn, và lúc đó mình mới thấy rằng ôi sao, thế mà xã hội này có nhiều người hay thế.
Thế rồi con ạ, đến khi mà con mà nhìn tài sản đấy mà thầy, lắm lúc thầy cũng rất là hoảng, bởi vì rằng là thầy đi đến đâu đấy thầy thấy rằng là sao xe ô tô thế mà những xe sang trọng sao nhiều thế, những nhà thì nhan nhản là trong các đô thị nhà nào cũng to thế, không biết của ai mà nhiều thế. Thế là do người ta hơn mình hết con ạ. Thế thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái thân phận của mình, cái thân phận của mình nó nhỏ lắm. Và chính lúc đó thì mình chẳng cần phải học khiêm tốn nữa đâu, thì chính lúc đó là mình đã được trông thấy cái sự khiêm tốn của mình, để rồi mình không phải học mà mình chỉ cảm nhận thôi. Thế thì có một lần thầy ngồi trên cái toa xe lửa, thầy ngồi với một người mà người ta ủ rũ, người ta ăn mặc quần áo không có đẹp lắm đâu, thầy không dám nói khác, nhưng mà họ cũng không có, có lẽ họ cũng không sạch sẽ lắm đâu, họ có ủ rũ như thế. Mình bảo chắc cái người này thì họ không biết họ đi đâu, nhưng mà họ chắc là một người rất xoàng. Nào ngờ đâu ngồi rồi đến cái lúc mà xe đây, cái đường đi nó lâu quá, mấy cái 6-7 tiếng đồng hồ, thì mình bảo là bất thình lình cái xe nó bị rung rinh, rồi xe nó đậu lại một cách bất ngờ. Thế thành ra là mình mới hỏi han cái người ngồi bên cạnh, thì mình mới khám phá ra rằng cái hồi mà ông ấy sinh thơ, ông ấy còn sinh hoạt đấy, tức là trước khi ông về hưu, tại bây giờ thì ông về hưu rồi, nhưng mà trước khi ông về hưu thì ông ấy là một bác học lừng lẫy của nước Pháp đấy. Thế nhưng mà bởi vì ông ấy có nhiều vấn đề gia đình, và mà ông ấy phải hy sinh đồng lương của ông ấy rất nhiều để có những, để chăm sóc những người trong gia đình mà đang ở những cái thế vị khó khăn, thành ra là ông ấy không có nhiều phương tiện để chăm sóc cho chính mình. Thế thì một khi mà mình hiểu như thế thì mình thấy rằng là ôi, cái người này quá vĩ đại. Người ta không những người ta đã là người vĩ đại khi mà họ ở thời năng động, mà rồi bây giờ họ lại còn hy sinh cả lương bổng họ để chăm sóc một số những người trong gia đình, cho dù là trong gia đình nhưng mà người ta không chăm sóc cho cá nhân của mình. Thế thì thử ra lúc đó mình mới kính nể vô cùng cái người ngồi đó. Người ta không ăn mặc sang trọng, người ta trông vẻ cũng không dồi dào vật chất, thế nhưng mà họ là một trái tim vàng, và họ là một cái trí tuệ lừng lẫy xuất chúng. Thế thì mình mới thấy rằng những cái người mà mình được gặp trong xã hội, mình nên giật mình, bởi vì có lẽ cái xác suất mà người ta giỏi hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta uy quyền hơn mình, người ta ảnh hưởng hơn mình, người ta trải nghiệm hơn mình, người ta quan hệ nhiều hơn mình, thì cái xác suất đó nó cao lắm chứ nó không nhỏ đâu. Và khi mà mình biết là họ to lớn hơn mình thì lúc đó thầy chỉ có một lời khuyên là lúc đó thì mình đừng tự ti nhé. Là bởi vì rằng là cái người hay tự tôn ấy, thì khi gặp cái người mà mình đánh giá là cao hơn mình thì mình lại tự ti. Không, không nên tự tôn, không nên tự ti, và luôn luôn khiêm tốn, là bởi vì mình nên nghĩ rằng là ngoài xã hội nó có khối người hơn mình, và đôi khi cái người đó ngồi ngay trước mặt mình, cho dù rằng cái hình thể bên ngoài của họ nó không cho mình đánh giá đúng. Một khi mà mình trải nghiệm nhiều như thế rồi đó Nhuận ạ, thì lúc đó là mình tự nhiên mình khiêm tốn thôi. Thành ra là khi mà con đặt cái vấn đề con nói là phải học khiêm tốn thì không phải, không phải học đâu. Mình chỉ cần biết rằng rằng cái khả năng mà người ngồi trước mặt mình, cho dù là họ hình thể như thế nào, họ cũng có thể là hơn mình nhiều điều, thì lúc đó mình tự dưng mình sẽ tự mình khiêm tốn, mình nhắc nhở mình là mình cũng chỉ là một cái sinh vật rất nho nhỏ trong cái vũ trụ to lớn này. Thế nhưng mà con ạ, cái điều mà mình còn phải học nữa trong cái chuyện khiêm tốn là mình đôi khi trong cái lời lẽ truyền thông của mình hay để lộ ra cái sự tự tôn của mình, hoặc là sự tự ti của mình khi mà mình gặp người cao hơn mình. Không, mình khi mình truyền thông ấy, thì mình luôn luôn là mình nghĩ rằng cái người trước mặt mình, người ta cũng là con người thôi. Cho dù là họ vĩ đại đến đâu, họ cũng là con người, mà cho họ kém đến đâu, họ cũng vẫn là con người. Thành thử ra là mình hãy mang một cái tư duy thực sự là bình đẳng,
và mình càng hồn nhiên với họ thì mình lại càng kính trọng họ. Thế thành thử ra con ạ, con chỉ cần nói với họ thôi: bạn ơi, bạn vui quá hôm nay được gặp bạn, tôi cũng chả biết bạn là ai, bạn giúp bạn tự giới thiệu nhé, bạn có giàu thì bạn khai đi nhé, bạn có nhiều quyền uy thì bạn khai đi nhé, nhưng mà tôi thì tôi cũng khiêm tốn thôi, tôi chỉ là một kỹ sư trong cái công ty này. Thế nhưng mà tôi chỉ mong muốn một điều rằng là cái việc làm của tôi sẽ giúp ích cho bạn, sẽ tạo giá trị cho công ty của bạn. Đấy, thế thôi, đơn giản như thế. Thế thì đừng có đặt cái mối quan hệ như là một cái bài toán cục bộ mà mình phải giải quyết. Không, cứ người với người đơn giản thôi, khiêm cung thôi, trực tiếp với nhau thôi, hồn nhiên thôi. Và như thế thì mình sẽ trở thành một thành phần rất đáng quý của vũ trụ đấy con ạ. Thầy mong là thầy đã trả lời câu hỏi của Nhuận nhé. Chào Nhuận. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nghề.